Tâm Lý xin chào, hôm nay Quỳnh Như xin giới thiệu đến cả nhà là mẫu máy cho tôm ăn đặt mé bò. Và đây là mẫu máy được rất là nhiều khách hàng lựa chọn bởi vì là tính tiện dụng và phù hợp của nó với từng ao. Cụ thể thì máy sẽ đặt được cho những cái ao có diện tích như quy mô nhỏ như hiện nay là 500 hoặc là 800 mét vuông. Bởi vì với cái diện tích này thì đặt cầu nhá 10 mét rồi cho ăn với cái bán kính quay tròn lớn thì nó lại không còn phù hợp nữa. Thức ăn nó dễ gớt vào hố hoặc là nó quăng lên bờ. Thì mẫu máy cho tôm ăn đặt mé bò này nó lại là cực kỳ phù hợp luôn. Bởi vì là cái tầm quăng thức ăn ở phía trước nó chỉ khoảng là 6 đến 9 mét thôi. Thì mình chỉ đặt gần mé và thức ăn nó sẽ rơi vào trong tâm của ao, trong phạm vi một phần của ao. Và thức ăn nó sẽ không còn gớt trong hố nữa. Mình không sợ là nó đóng dơ ở đó nhiều và tôm nó lại chui vào đó nó ăn thức ăn thì nó sẽ dễ gây bệnh về phân trắng hay là về đường ruột. Mà chỉ cần là phía ngoài thôi. Về cấu tạo của máy thì chia làm hai phần. Một phần là phần chân, hai là phần thùng. Và quan trọng nhất là phần chân này, máy có luôn cả hai động cơ nha cả nhà. Một động cơ chính là nằm ở đây, là có tác dụng quay đĩa quăng này, sẽ giúp là điều phối thức ăn là quăng ra phía trước, sẽ giúp là góc thức ăn là hoàn toàn nằm về phía trước hết. Sẽ có thêm một cái máy che như thế này là giúp mình sẽ điều chỉnh là cái góc quăng xa hơn, hoặc là mình chắn cái phần là nước mưa nó tạt vô là làm ướt thức ăn. Đây là động cơ thứ hai nha cả nhà. Động cơ này có tác dụng là tính toán chính xác cái lượng thức ăn cho ăn và trung bình nó là 5 giây thì lượng thức ăn nó rơi ra khoảng là 450g. Và đây là một cái chi tiết là giúp là kiểm soát thức ăn chặt chẽ để mình là mình sẽ cân đối được là thức ăn nó sẽ không có bị tuôn ra ào ạt. Ngay cả lúc mà bắt đầu quay và lúc kết thúc luôn thì thức ăn nó cũng sẽ không có gom tụ lại tại máy, để mà mình cái lượng thức ăn nó sẽ được gãy đều, gãy mịn ra, tôm nó sẽ phân tản cho nó ăn chứ nó không có tụ lại, nó dẫn đến tình trạng là sắn nhau và gây là tổn thương trên các cơ tôm. Và đây là mẫu máy và hỏi nó là rất là được ưa chuộng hiện nay và hầu như là Famix sản xuất ra liên tục để đáp ứng được đó là nhu cầu cho từng khách lẻ, từng farm nuôi và thậm chí là các farm là mười mấy 20 ao thì là hầu như là đã đổi dần sang những mẫu máy như thế này. Quý khách muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc là tư vấn cụ thể hơn hãy gọi về số điện thoại hoặc là 0899 199 700 để được nhân viên tư vấn nhé. Xin chào các nhà những clip tiếp theo ạ.